Những ngày qua trên mỗi tuyến phố, con đường khắp mọi miền đất nước tung bay hình ảnh là cờ đỏ sao vàng với tinh thần Việt Nam, tình yêu tổ quốc, niềm tự hào dân tộc còn được lan tỏa trên mạng xã hội nhờ những sản phẩm nội dung, các video clip hay là bài hát truyền cảm hứng được các bạn trẻ, trong đó có các nghệ sĩ sáng tạo đầy tâm huyết. Gần 10.000 video thông qua hashtag Ngày Quốc Khánh đạt trên 200 triệu lượt xem. Kết quả ấn tượng của chiến dịch truyền thông được phát động trên mạng xã hội với thông điệp Người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu luôn hướng về Tổ quốc. Rất nhiều những cái tòa nhà lớn nhất Việt Nam cũng như là hàng trăm những cái màn hình khắp mọi miền Tổ quốc sẽ đổi sang lá cờ Việt Nam và dù đi tới đâu trên khắp mọi miền đất nước thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy những hình ảnh đẹp về lá cờ.